Vỉa hè và sân thượng các tòa nhà tại Manhattan trong ngày 26 tháng 11 chật kín người. Họ tới để ngắm nhìn đoàn diễu hành đi qua nhân dịp lễ tạ ơn. An ninh được thắt chặt dọc tuyến đường đoàn diễu hành đi qua, dài 4 km. Các sĩ quan cảnh sát canh gác mọi lối ra vào khu tàu điện ngầm và rải rác dọc đám đông xếp hàng chờ lên tàu. Giới chức thành phố ước tính có 3,5 triệu người tới dự buổi diễu hành lần thứ 89 này. Trong khi đó, khoảng 50 triệu người trên toàn cầu sẽ xem diễu hành trên sóng truyền hình. Người dân và khách du lịch được khuyến cáo không nên hủy kế hoạch du lịch tới thành phố đông dân nhất nước Mỹ này bởi không có mối đe dọa nào tiềm ẩn. Lực lượng an ninh thành phố cho biết, những chiếc khinh khí cầu khổng lồ in hình các nhân vật hoạt hình cũng chính là một hình thức khẳng định quyết tâm phản đối các vụ khủng bố trên toàn thế giới mà những kẻ khủng bố tiến hành để gieo rắc nỗi sợ hãi. Cuộc diễu hành diễn ra trong bối cảnh một cuộc khảo sát của Reuters Ipsos cho thấy người dân Mỹ đang ngày càng lo lắng hơn trước các mối đe dọa kể từ sau vụ khủng bố tại Pháp. Họ cũng coi chủ nghĩa khủng bố là vấn đề quan trọng nhất mà nước Mỹ đang phải đối mặt.